Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trungnhật.vn. Và ở thời điểm hiện tại thì tớ đang có ở đây đó chính là chiếc Dell Vostro 3425. Đây là một trong số những cái chiếc laptop rất là được quan tâm ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó là một trong số những cái chiếc laptop Ultrabook hiếm hoi có mặt tại trungnhật.vn ở phân khúc giá đâu đó khoảng tầm 10 triệu đồng mà lại sở hữu rất nhiều thứ hay ho luôn. Và ta cùng đi vào khám phá chiếc máy này luôn nhé. Cái điểm hay ho đầu tiên về chiếc máy này đó chính là về phần thiết kế của nó. Khoan bàn về cái việc là gia công của nó vẫn là nhựa đi, thì chắc chắn rồi nó cũng sẽ có cho mình một cái ngôn ngữ thiết kế gần như là y hệt hoàn toàn với cả những cái dòng máy đã xuất hiện từ Dell từ trước đến nay. Và nó có thêm một cái điểm rất là hay, đó chính là việc mà nó cũng sẽ được cải tiến cái phần bản lề, được sử dụng cho mình một phần bản lề Egolip để có thể hỗ trợ nâng phần bàn phím này lên một cách rất là cao, để cho các bạn có thể có những cái thao tác liên quan đến gõ bàn phím và thao tác với cả cái phần mặt C này là dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều luôn. Mình đánh giá rất cao điểm này nhá. Thực tế là những cái dòng máy ở phân khúc giá khoảng 10 đến 15 triệu đồng hay là cao hơn nữa ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được trang bị cái phần này đâu, cho nên đây có thể là một đặc quyền của các bạn khi mà sở hữu chiếc máy này. Kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có ở đây là phần gia công với phần hợp chất nhựa chịu lực. Nó hoàn toàn không phải là những cái lớp nhựa rẻ tiền mà các bạn thấy ở trên những chiếc laptop dưới 10 triệu đồng đâu, cho nên là các bạn đừng đánh giá và cũng như là gọi là phải, mình nghĩ là cần một sự trải nghiệm thực tế để có thể đưa ra một cái nhận định nó kỹ càng hơn. Và kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có cho mình một cái cơ chế để có thể chống bám mồ hôi dấu vân tay. Như các bạn biết rồi thì những cái lớp nhựa nó rất là dễ bám mồ hôi dấu vân tay, đúng không nào? Nhưng mà với những cái việc mà Dell đang làm ở đây, đó chính là việc tạo nên những cái lớp sần diễn ra ở trên phần mặt A và cũng như là tất cả những cái phần mặt C hay là mặt D, thì nó cũng sẽ có cho mình một cái âm thanh như thế này này. Các bạn có nghe thấy không ạ? Đấy là cái lớp sần của nó ở trên phần mặt A, và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể chống bám mồ hôi dấu vân tay một cách thực sự rất là tốt luôn. Và những cái trải nghiệm cá nhân của mình với cả phần thiết kế này thì mình khá là thích nó, và nó hoàn toàn có thể là một trong số những cái chiếc máy đẹp nhất trong cái mức giá này của nó luôn. Và bên cạnh cái phần gia công đó thì chúng ta cũng sẽ có cho mình một mức cân nặng rất là dễ chịu luôn. Với một chiếc máy như thế này chúng ta sẽ có cho mình mức cân nặng là 1,48 kg. Với những bạn nào mà ưa thích cái sự thoải mái khi mà làm việc, ví dụ như là các bạn nằm mà các bạn để lên bụng này, hay là các bạn ngồi mà các bạn để lên đùi đi, thì nó cũng sẽ không gây ra cảm giác khó chịu trong cái quá trình sử dụng. Và mình thấy đây là một trong số những cái chiếc máy rất là linh hoạt để cho các bạn có thể di chuyển và cũng như là sử dụng nó ở bất cứ đâu. Và tiện đây thì mình đang nói đến cái phần ngoại hình và cũng như là gia công của nó, thì mình cũng sẽ nói thêm về phần bố trí cổng kết nối của nó đi. Thì chắc chắn rồi, đây là một chiếc máy được sở hữu cho mình phần bản lề Egolip, cho nên ở phần mặt sau các bạn có thể thấy rằng nó không có một cổng kết nối nào cả, và nó sẽ được dồn sang hai bên. Ở phần bên phải chúng ta có ở đây đó chính là một cái khóa Kensington này, một jack cắm tai nghe 3.5mm, một cổng mạng LAN, một cổng USB Type A và một đầu đọc thẻ nhớ to, đầu đọc thẻ nhớ SD nhé. Đây là một điều mình rất là thích. Ở phần bên trái chúng ta có ở đây là chính là cổng sạc này, cổng HDMI này, một cổng USB Type A nữa, và kèm theo đó là một cổng USB Type C. Thì rõ ràng các bạn có thể thấy rồi, đây là một phần bố trí cổng kết nối nó vừa đủ dùng, nó không quá nhiều, nó không quá ít, nó chỉ đủ dùng để cho các bạn có thể cắm chuột bàn phím vào hai cổng A này, và kèm theo đó là hỗ trợ đọc dữ liệu ở phần cổng C. Và chắc chắn rồi chúng ta cần phải nhắc đến cái sự xuất hiện của cái khay đầu đọc thẻ nhớ SD to này, mà cái một trong số những cái mình thấy rất là cần thiết trong cái giới hiện nay. Ví dụ như là các bạn làm nghề content hay là làm nghề quay phim chụp ảnh các thứ gì mà các bạn muốn đọc file nhanh và cũng như là xem file nhanh cho khách xem chẳng hạn đi, thì chắc chắn rồi đây là một trong số những cái gọi là trợ thủ đắc lực cho các bạn luôn. Ok, và khi mà chúng ta chuyển ở bên trong đi thì chúng ta tìm thấy ở đây đó là gì? Cái điểm đầu tiên mình để ý đến không phải là phần màn hình hay là phần bàn phím, mà nó là phần bản lề của nó. Phần bản lề của nó vẫn hoạt động như vậy thôi. Ok, ở phần bên ngoài nó là một trợ thủ đắc lực, nó có thể nâng phần bàn phím của chúng ta lên, nó có thể giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm liên quan đến thị giác là liền mạch hơn. Nhưng mà ở phần bên trong nó lại khiến cho mình cảm thấy nó hơi lấn cấn một chút, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng phần bản lề Egolip, nó sẽ khiến cho chúng ta có cho mình một cái phần quạt tản nhiệt, nó được hướng thẳng lên trên, nó thổi từ ngay phần bản lề này lên trên phần màn hình của chúng ta, và mình rất là thấy lo ngại cho cái quá trình sử dụng lâu dài của cái phần bản lề này, bởi vì nó sẽ khiến cho cái phần hơi nóng nó được xả thẳng trực tiếp lên phần màn hình của chúng ta, cho nên nhiều khi nó cũng sẽ đọng lại một phần những cái hơi nóng ở ngay trên phần màn hình, nó sẽ khiến cho nhiệt độ máy của chúng ta nó sẽ bị cao hơn một chút. Và đây cũng sẽ là một trong số những cái thử thách với cả chiếc máy này khi mà chúng ta đến tay người dùng. Nhưng mà thực tế ra mà nói thì các bạn hoàn toàn có thể fix được cái tình trạng này bằng việc là đầu tư thêm một cái đế tản nhiệt với mức giá rất là rẻ thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nói phần màn hình nhé. Đây sẽ là một phần màn hình có thể nói là cũng gọi là ở mức vừa đủ dùng cho các bạn.
Đây là một phần màn hình 14 inch với tấm nền WVA, độ phân giải là Full HD với sRGB ở mức là 65%, độ sáng thì là 250 nit. Rõ ràng đây là một phần màn hình rất là phù hợp với cả những cái tác vụ liên quan đến văn phòng. Các bạn làm về Word, PowerPoint, Excel này, các bạn thống kê dữ liệu, viết content, làm content writer thì các bạn sẽ không cần một cái độ chuẩn màu nó quá là cao đâu. Cho nên là mình nghĩ đây là một phần màn hình hợp lý rồi, và kèm theo đó là công nghệ WVA thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có cho mình một cái góc nhìn rộng gần bằng so với cả những chiếc màn hình liên quan tới IPS LCD, thì nó cũng sẽ đâu đó rơi khoảng tầm 178 độ. Nó cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái góc nhìn nó rộng hơn và màu sắc không bị thay đổi quá nhiều. Nhưng mà cái đặc điểm ở phần màn hình này mà các bạn cần phải để ý đến đó chính là việc mà nó sẽ có độ sáng chỉ đâu đó rơi khoảng tầm 250 nit đến 220 nit mà thôi. Cho nên nó sẽ phù hợp với cả những cái môi trường trong nhà nhiều hơn. Nếu như các bạn đang có thói quen sử dụng laptop ở quán cà phê ở ngoài trời ấy, thì nó cũng sẽ hơi gặp trở ngại một chút ít. Và ngoài ra thì ngay trên cái phần màn hình này chúng ta cũng sẽ được sở hữu cho mình một phần webcam với độ phân giải là 720p, kèm theo đó chính là 2 mic tầm xa để các bạn có thể sử dụng để cho những cái tác vụ liên quan đến đàm thoại Google Meet chẳng hạn. Và ở bên dưới, ở phần mặt C là một trong số những cái phần mà mình thấy khá là hứng thú, bởi vì đây là một trong số những cái phần bàn phím nó rất là tốt luôn. Hành trình phím cực kỳ ok luôn, ở mức là khoảng 1.4, 1.5 thì các bạn hoàn toàn có thể có những cái trải nghiệm gõ phím rất là ok, và phím nó gõ thực sự rất là êm nha. Những cái âm thanh mà nó cho ra khi mà chúng ta sử dụng phần bàn phím này nó là thực sự rất là ít luôn, và nó thực sự phù hợp với cả những cái môi trường văn phòng nơi mà rất nhiều người ngồi và cần sự tập trung. Và chắc chắn rồi thì các bạn cần phải nói đến cái điểm mạnh và điểm yếu của nó, thì mình cần phải nói luôn cái điểm yếu của nó ở đây, đó chính là việc mà nó sẽ không có phần bàn phím số phụ để cho các bạn có thể hỗ trợ nhập liệu nhanh. Đây là một trong số những cái điểm mà chắc chắn là các bạn nên cân nhắc, bởi vì khi mà chúng ta thực hiện những cái thao tác liên quan đến truy nhập dữ liệu này, nhập số các thứ này, hay là các bạn làm kế toán này, thì chúng ta cần phải sử dụng phần bàn phím số rất là nhiều. Và cái việc mà chúng ta cần phải thò tay lên để có thể bấm số ở trên phần bàn phím ở hành trên ý, nó rất là mất thời gian. Đối với cá nhân mình là như vậy, chắc là do mình chưa bấm quen thôi. Nếu như bạn nào bấm quen rồi thì có thể cho mình biết ở phần comment bên dưới nhá. Và chắc chắn rồi, ở phần bên dưới chúng ta cũng sẽ có đây là như là một phần touchpad. Đối với những cái trải nghiệm đầu tiên của mình thì mình thấy phần touchpad này là tracking khá là chuẩn này, những cái thao tác liên quan đến thắt các thứ của nó cũng rất là ok, nhưng mà nó có một cái diện tích nó hơi bị hạn chế hơn một chút. Tuy là nó có một phần chiều ngang nó là tốt nha, nhưng mà phần chiều dọc của nó thì nó lại hơi hạn chế một chút, cho nên là những cái trải nghiệm của mình vẫn đang bị đứt đoạn, nó không được liền mạch quá, nhưng mà nó vẫn thực hiện tốt công việc của mình thôi. Và đối với những người như mình thì mình chuyên gia là cắm cái phần chuột rời vào để có thể sử dụng bàn phím, cho nên đây không phải là một cái điều quá là đáng nói. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng bàn về vấn đề chính đi. Với một chiếc máy laptop đâu đó rơi khoảng tầm 10 triệu đồng, một chiếc laptop Ultrabook, thì nó sẽ được sở hữu cấu hình như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ sở hữu cho mình con AMD Ryzen 5 5625U, 6x12 luồng xung nhịp, cơ bản là 2.3GHz, có thể đạt tối đa lên tới là 1.3GHz. RAM 8GB DDR4 bus 3200, có hai khe nha các bạn, hoàn toàn có thể nâng cấp lên tối đa là 64GB. Chúng ta có một ổ cứng SSD là 256GB và card đồ họa AMD Radeon Graphics là card đồ họa tích hợp trên con AMD Ryzen 5 5625. Và đây là một trong số những cái điểm mà mình cần phải cân nhắc kỹ đi. Ok, đây là một chiếc máy laptop liên quan đến văn phòng, nó được sở hữu trong một mình một con chip dòng U với mức hiệu năng không quá cao liên quan đến xử lý đồ họa, thì nó sẽ sở hữu cái gì mà chúng ta cần phải mua? Nó sẽ phù hợp với ai? Đầu tiên là nó sẽ phù hợp với cả những bạn xử lý những tác vụ liên quan đến văn phòng. Nếu như cá nhân mình đi thì mình sẽ recommend chiếc máy này cho các bạn sử dụng Word này, PowerPoint này, Excel này. Các bạn cần những cái thao tác liên quan đến gõ văn bản này, nhập liệu này, thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy này một cách hoàn toàn thoải mái. Và thực tế là mà nói thì với một chiếc máy như thế này ở mức giá khoảng 10 triệu mà nó có khả năng nâng cấp RAM thì mình thấy nó là một cái lợi thế quá là lớn rồi. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp chiếc máy này lên 16GB RAM và có thể sử dụng một cách hoàn toàn bình thường để chúng ta có thể chạy được những cái tác vụ coder IT ở mức bán chuyên. Kèm theo đó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phần con chip này để có thể chạy những cái tác vụ liên quan đến thiết kế đồ họa chẳng hạn đi, nó cũng sẽ rất là ok. Tuy là sẽ xuất hiện hiện trạng bị lag ở một vài những cái trường hợp mà file bị nặng quá, nhưng mà mình thấy đây là một cái cấu hình đủ ổn để cho các bạn có thể sử dụng rồi. Và chưa kể đến cái việc là chúng ta sẽ được sở hữu cho mình một con card đồ họa tích hợp rất là mạnh mẽ là AMD Radeon Graphics, thì mình vẫn đánh giá cao cái hiệu năng của các dòng card đồ họa này, nó là cao hơn so với cả RTX nha các bạn. Hoàn toàn có thể chiến ở những cái tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại hay là những cái tựa game nhẹ nhàng như là FIFA Online 4 ở mức setting đồ họa hợp lý. Ngoài ra thì những cái trang bị khác của nó có thể kể đến ở đây, ví dụ như là một viên pin không quá lớn, 3 cell 41 Wh, nó là một viên pin đủ ổn cho một cái cấu hình liên quan đến một con chip dòng U tiết kiệm điện như thế này. Thì chắc chắn rồi, với một con chip như thế này thì chúng ta không cần một pin quá là lớn để có thể sử dụng trong một thời gian dài.
chúng ta cần phải kể đến thêm là chính là chúng ta có những cái chuẩn kết nối không dây như là Wi-Fi 5.0 và Bluetooth 5.0. Một cái chuẩn không quá mới nhưng mà vẫn đủ để các bạn có thể sử dụng một cách rất là bình thường những cái tác vụ, ví dụ như là các bạn kết nối với cả những cái thiết bị ngoại vi như là chuột, bàn phím Bluetooth này, hay là kết nối với cả Wi-Fi đều rất là ok. Ok, và đó tất cả những cái gì mình đang muốn nói trong video ngày hôm nay về chiếc Dell Virtuo 3425. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nhớ là nếu như các bạn đã quan tâm tới chiếc máy này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới cho các bạn thể tham khảo thêm nhé. Nhớ ấn like, subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.